Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về Honda. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại sao Pol Espargaró lại có một cái chặng đua rất là tốt ở Qatar. Cho dù anh ấy mắc sai lầm và bị Bastianini vừa qua, cũng như là bị Brad Binder vừa qua và đành phải chấp nhận vị trí thứ 3. Và chúng ta cũng tìm hiểu tại sao Marc Marquez lại có vị trí thứ 5 mặc dù đã chạy rất là cố gắng như vậy. Rồi, các bạn cũng biết là năm 2022 là một năm gần như cách mạng của Honda. Chúng ta có thể nói rộng ra là như thế, khi mà họ có 2 năm thai nghén chiếc RC M3V phiên bản 2022. Và khi mà trình làng thì trong những cái video trước mình đã nói chiếc RC M3V 2022 là một chiếc xe vô cùng thiện chiến, vô cùng hấp dẫn. Và chiếc xe này mang đến cái sự tự tin không chỉ cho Marc Marquez mà nó còn mang đến cái sự tự tin cho các cái tay đua còn lại chạy một chiếc xe của Honda. Và bằng chứng là Pol Espargaró đã có một cái chặng đua rất là tích cực và đứng ở trên bục trao giải ha. Rồi, cái triết lý làm xe của Honda bây giờ thay đổi, chạy theo cái lốp sau của Michelin. Lốp sau của Michelin là một cái lốp sau có cái độ bám rất là tốt. Và để mà lý giải cái sự thành công của Pol Espargaró trên chiếc RC M3V 2022 thì chúng ta sẽ nói qua cách chạy của Pol ha. Cách chạy của Pol là sử dụng thắng sau rất là nhiều, sử dụng thắng sau rất là nhiều để mà vào cua. Và khi mà cái cảm giác phía sau có cảm giác phía sau tốt, cảm giác phía sau có độ bám thì Pol chạy rất là hay. Đó, các bạn thấy là khi mà Honda làm chiếc RC M3V 2022 thì họ dồn cái trọng lượng của chiếc xe về phía sau nhiều hơn, tập trung vào phía sau nhiều hơn để mà khai thác cái độ bám của cái lốp Michelin. Và cái sự thay đổi này á phù hợp với cái cách chạy của Pol, khi mà Pol có thể là sử dụng cái bánh sau để mà đưa chiếc xe vào cua. Và Pol cũng nói là anh ấy có rất là nhiều tốc độ khi mà chạy theo cái cách như vậy. Và cái thiết kế mới của chiếc RC M3V á làm cho cái sự tự tin của Pol cải thiện trở lại sau cái mùa giải đầu tiên với Honda vào năm ngoái thì cái sự tự tin của Pol là sau nhiều pha ngã, rồi sau nhiều cái chuyện khó chịu khi mà set up chiếc RC M3V thì Pol cảm thấy mất hy vọng luôn. Nhưng mà năm nay thì Honda đã cho Pol một cái cơ hội để mà Pol có thể thể hiện cái tài năng của mình. Còn đối với Marc Marquez thì sao? Các bạn thấy là từ khi mà bắt đầu sự nghiệp MotoGP của mình thì cái kỹ thuật chạy của Marc Marquez đó là dựa vào cái bánh trước rất là nhiều, dựa vào cái cảm giác phía trước, tức là mọi thứ cần phải tạo được một cái cảm giác an tâm khi mà Marc Marquez bóp thắng, khi mà Marc Marquez đưa chiếc RC M3V vào cua. Nhưng mà với cái thiết kế năm nay thì cái chuyện đó nó không còn nữa. Cái phía trước nó nhẹ hơn so với trước kia. Và cái vấn đề bây giờ với Marc Marquez đó là phải thay đổi cái cách chạy để mà phù hợp với cái thiết kế mới của chiếc xe Honda. Thì nó khó khăn là như vậy. Cho nên là các bạn thấy là trong những cái buổi chạy thử, Marc Marquez có nói là tôi không có cái cảm giác tốt nhất với chiếc xe, nhưng mà thành tích là cứ đến. Và hiện tại thì tôi cũng không thể nào mà sử dụng cái thắng sau nhiều như là Pol Espargaró đang sử dụng trên chiếc xe này cả. Thì đó là cái lý giải cho cái chặng đua, cái thành tích của Marquez ở cái chặng đua vừa rồi ha. Marquez có nói là đó không phải là cái chặng đua tốt nhất. It was not the best race, nhưng mà đó là a good race, đó là một cái cuộc đua tốt ha. Thì các bạn thấy là câu chuyện là nó như vậy. Chỉ cần thay đổi cái việc phân bổ trọng lượng của chiếc xe thì cái cảm giác chạy nó đã hoàn toàn khác nhau rồi. Và đối với những cái tay đua trình độ cao như thế này thì cái việc mà thay đổi cái cách chạy không phải là cái chuyện một sớm một chiều, mà họ mất thời gian để mà có thể thích ứng với chiếc xe, để mà hiểu hơn về chiếc xe nó có thể làm gì và chiếc xe nó không thể làm gì. Thì đó là cái câu chuyện của Honda. Câu chuyện của Honda, mặc dù là chặng đua đầu tiên của mùa giải mới trên chiếc xe mới, nhưng mà thành tích của hai tay đua Factory Honda rất là đáng ghi nhận và rất là lạc quan ha. Hy vọng là ở những cái chặng đua sau thì
cái tiềm năng thực sự của cái chiếc RC23V mới á, các bạn sẽ xem nó sẽ chạy như thế nào. Rồi Marquez liệu có thích ứng được với cái chiếc xe mới hay không, hay là cái câu hỏi nữa là liệu Vol có tiếp tục khai thác được cái thế mạnh của chiếc xe này hay không. Thì đó là cái nhận định, cái bình luận của mình về hai tay đua của Honda cũng như là chiếc RC23V của hãng xe đến từ Nhật Bản. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.